Kể từ ngày 6 tháng 7 cho đến ngày 10 tháng 7, hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ mở để thí sinh thực hành đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2024. Thí sinh sẽ có 5 ngày để thử đăng ký xét tuyển đại học trước khi thực hiện chính thức từ ngày 18 tháng 7 tới. Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống thí sinh.thitotnghiep.edu.vn thực hành đăng ký xét tuyển theo đúng quy trình, trừ bước nộp lệ phí xét tuyển và thời gian quy định. Sau ngày 10 tháng 7, toàn bộ thông tin thực hành của thí sinh đã đăng ký trên hệ thống sẽ bị xóa để chuẩn bị cho đợt đăng ký xét tuyển chính thức từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7.